Em xin chào bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Em với là Giải hôm nay đi ra trên chỗ cái vườn thông á hái nấm, nhưng mà hôm nay thì lần thứ hai thứ ba đi rồi cho nên là biết kinh nghiệm hơn. Phát hiện ra quá trời nấm luôn, nguyên một đường dài toàn là nấm không à, hái nãy giờ hái chưa hết. Trong đây toàn là nấm không à. Giờ ông bà cô chú đi hái nấm chung với lại tụi em nha. Trời ơi, thời tiết bữa nay đông á, mà hái mấy cây nấm mà ở bên trong mà nó lạnh đông đông lại luôn, toàn là tiết hơi dưới cây nấm. Đây em hái thử một cây cho mọi người xem nha. Ơi giời. Vậy nè, có tiết nè, có tiết trắng trắng ở dưới thân nè. Đó, lạnh lạnh nè. Vậy mà nóng quá trời luôn. Quá trời luôn. Mà mai chuyển qua. Mai chuyển. Sải khuya nhổ được toàn là nấm to. Nã biên đâu nhổ. Quanh một cái gốc cây đều có nấm luôn. Trai ba. Bút hai là chưa biên dưới hành đô nè. Cũng thấy nấm ông ham. Ông hấu em chạy qua, bên đây cũng quá trời đây, em cũng chưa nổ. Một cái gốc cây mà được như đây nha bà cô chú. Còn đầy bao tiếp rồi nè. Chưa chân ta à. Cái lùm nấm này bự quá trời bự luôn. Wow. Quả chưa coi mama khẩn đi siêu hoa hoa nè. Tha tung rồi thì sao đâu mà. Ta đóng đá nè. Có tiết ở dưới đây nè, lạnh nha. Lưỡi riêng hái vỗ rồi. Rồi bên trong đây nhiều lắm nè. Mọc quá trời nấm bên trong luôn. Ham quá à. Ây da. Trời ơi, tụi em phát hiện ra ở trong mấy cái đám cái thân cây này toàn là nấm không à. Ồ, đã quá. Đây là nó nhiều thấy ham luôn đó cả nhà. Nè, nhưng mà nó bắt đầu có tiết á, nên nó đông cứng nè. Rồi cái thân cây nấm là lạnh luôn. Thấy dọc theo cái đường ranh này nè. Giờ anh xã đang phát lên trên đó, quá trời nấm ở trong dính giữa luôn. Nhiều lắm luôn. Đây nè cả nhà ơi. Đông tiết luôn, đông cứng luôn à. Nắm nha. Đúng nè. Đó. Qua bên đây. Bên đây. Trời ơi. Đại ngàn dưới đây nè. Nắm.
trong đây nữa. Ồ, trong đây nữa nè. Thôi ô. Lạnh cái tay. Ở mấy cái vùng khác hoặc là những cái rừng hoặc là núi á, thì người ta đông khí hậu ẩm ướt với lại không phải là vùng lạnh á, thì em thấy mọc được rất là nhiều loại nấm, kể cả nấm ăn được hoặc là nấm độc cũng có rất là nhiều. Nhưng mà quanh cái khu chỗ vườn thông này thì em hái á, chỉ có một loại nấm duy nhất. Nhưng mà chỗ nào mà đất mềm phát triển được á, thì nó phát triển tốt ra cây to. Còn chỗ nào mà đất khô cằn xíu á, thì phát triển cây nhỏ xíu à. Nhưng mà nó cũng cùng là một loại nấm màu vàng luôn. Mọi người hỏi em nấm này là nấm gì, nhưng mà em nó không biết tên tiếng Việt của nó là tên gì. Nhưng mà ở đây á, thì người dân ở đây với là A Sải lúc nhỏ cũng ăn qua loại nấm này rồi, cho nên á, thì mình biết nó mới dám ăn. Còn bình thường á, mà nếu mọi người chưa có biết rõ ràng loại nấm á, thì đừng có hái tào lao nha. Tại vì nhiều khi á, nó cũng có độc. Nói chung là có nhiều loại nấm độc mà gây chết người nữa. Những lúc đi rừng móc nấm như vậy nè, em thấy nhớ Việt Nam nhiều lắm. Tại vì lúc ở Việt Nam á, thì em cũng đã từng đi lên rừng nè kiếm nấm mối hoặc là đi săn măng nữa. Cho nên là lúc mà mới qua đây nè, em cứ nghĩ là bên đây á, hy vọng là bên nhà chồng em sẽ có núi với lại có măng. Nhưng mà bên này thì lạnh quá cho nên là không có măng. Hẹn khi nào mà có dịp em về Việt Nam á, em xin lựa vào trúng cái tháng mà có măng á, em về chơi thăm ba mẹ, em đi săn măng, em sẽ quay video cho ông bà cô chú xem thử măng ở chỗ khu vực nhà em như thế nào ha. Đang khai chơi lộn. Mình xin giá rưu đang sử dụng hình khai chơi này chú lộn. Quá trời luôn. Bị lớn nè. Ủa thấy rồi. Mà con chơi gì nữa vậy. Mình hái thêm ít trái thù lù rừng nữa. Wow, bịch lắm. Wow, đầy luôn, dọc hai chỗ. Chỗ này rồi bên kia nữa. Ồ, chỗ khá rồi. Chỗ khá hả? Ừ. Nó rất là rất là đầy luôn. Bấm nguyên ồ luôn. Đi luôn. Trời ơi. Tôi chưa được. Ừ. Anh sẽ kêu là giống như là đi giống đi làm luôn à, chứ không giống đi đi hái nấm nữa.
Tại vì hái không được nghỉ luôn á, hái không được ngưng luôn á. Hái liên tục luôn. Hên luôn thật lên. Ông kêu là hái là mệt luôn à. Cái tàu hổ gì anh rồi. Yeah. Ngoài thái tu là hả? Thái tu. Nhiều quá. Thôi đi thải ra, không phải hiểu quá. Ừ, khó khăn à. Rất quan trọng. Ừ, nó sợ. Ừ. Sợ đi bút đạt. Nó lo đi trọng. Chai ba. Chị hiểu. Và tôn tô lô rồi. Ừ. Anh đưa vệ tôi học. À, chị đi nhỏ. Đã chưa? Có ai ham không? Có ai thấy nắm thích như em không? Em đi nhổ mà em tưởng tượng ra cái gương mặt mẹ chồng em mà lát nữa tụi em về mà mẹ thấy nắm á. Quá chưa một đồ mũ cô. Ôi quá trời bự một lần luôn. Đây có không? Thì em hái được trời ơi quá trời luôn. Thà con phân dê di mô di gian giả sửa. Chị khang mua chỗ lại. Nó nằm gần cái gốc cây. Đa số nó mọc trong gốc cây ra không à. Mà chung với lại lá phong á thì mình nhìn mình thấy cái dạ màu vàng y chang luôn, nhìn mình không phân biệt được luôn á. Mình đi về mình đi nhổ nữa là còn nữa nha, nhiều lắm luôn á. Em đi về bữa sau em đi hái tiếp nha. Mì chứ chỉ đang khai khang khang sưu sưu mù cô hả? Cho mì mở coi nha. Đâu rồi nè. Khấy hơi vui giờ bà cũng nghe như nó đừng đi điên lên. Rồi nè kha. Rồi nè kha. Mọi đường thay đùa. Cô lấy bà điên lên. Hãy dỗ. Cái rừng là không có đua được. Ủa, nắng sai căng là tông thiên sơ mà hả? Ừ, nắng sai căng thôi mà. Đừng có như thế này, quá là mà cười. Ừ, họ đó. Bà cứ ra chịu rồi. Nhìn nó mà lọng à, bố lại lý bên chua. Ừ, trở bên thiên này. Bố lọng mà. Nhì đang làm cái thân cây của cái cây cần á. Mì nhổ lên nè, giờ lấy cái củ ăn nha. Má ở đây, đây à. Má khang họ khang hả? Má khang sang rình sân bô. Má nhìn nó giống như là củ nhân sâm luôn vậy.
Sáng nay à xài cắm cái bình nước vô để nấu nước sôi ăn mì gói á cả nhà. Thì vừa cắm cái máy vô hình như là điện nó bị lớn hay sao á. Cái bên cầu dao nó cháy lên. Hên á là nhà em tắt kịp thời chứ không thôi á là nó cháy nguyên cái nhà luôn quá. Còn đây là bác hàng xóm ở trong xóm em đi qua sửa điện giùm nè. Ở trong xóm á thì nhà ai mà điện hư hay này kia á bác sẽ qua sửa giúp. Sau đó thì nhà mình á có cái gì ngon á thì tặng cho bác chứ không có lấy tiền. Nãy giờ mẹ ngồi lặt nấm nè. Ủa nhiều quá trời nhiều luôn. Chưa ăn khăn hậu đua mà hả? Giờ lại kêu mẹ lấy một ít cho cái chú mới sửa điện cho nhà em á. Mua rồi à. Ngon quá trời ngon luôn. Được lắm. Hi, xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Em với lại xãi thì mót được về rất là nhiều nấm luôn. Mẹ lặt hồi sáng giờ vẫn chưa xong. Lấy một ít cho cái chú sửa điện rồi. Bây giờ còn lại nhiều lắm nè. Giờ em phụ mẹ lặt chứ một mình mẹ lặt lâu lắm. Mặc cái này ra trước em ngồi em lạnh nè. Mà mẹ kêu là mẹ chịu được. Đúng là người ở đây người ta sống lạnh quen rồi cả nhà. Còn mình nữa thì em phải đi vô em lấy thêm cáo khoác nữa. Mama ta cho họ. Vậy là video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Nếu cả nhà yêu thích video và muốn tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Trung Quốc thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh để em có động lực ra thật nhiều video mới nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.